Spencer Outlet Center, trung tâm đại lý Spencer. Trung tâm đại lý Spencer là một trung tâm mua sắm gắn liền với nhà ga Spencer Street và là một trong những địa điểm mua sắm tốt nhất ở khu thương mại trung tâm Melbourne. Với một loạt các cửa hàng bán lẻ, khu ẩm thực và trung tâm mua sắm, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần tại trung tâm đại lý Spencer. Trung tâm đại lý Spencer bao gồm nhiều thương hiệu quần áo nổi tiếng bao gồm siêu thị Cotton On, Forever New, Kathmandu, JJQ, Bardot, Bonds Factory và Justin, chỉ kể tên một số thương hiệu. Ngoài ra còn có một cửa hàng Harris Scarf lớn cũng như J.Secret bán nhiều nhãn hiệu quần áo với mức giá siêu rẻ. Ngoài ra còn có một số cửa hàng phụ kiện bán túi sách và đồ trang sức, hiệu sách, cửa hàng đồ gia dụng và cửa hàng giày dép. Bạn có thể mua mọi thứ từ hành lý đến nồi hoặc chảo cho nhà bếp của mình. Nhiều người đến trung tâm đại lý Spencer vào giờ nghỉ trưa hoặc chỉ để giết thời gian trong khi chờ xe bus hay xe lửa. Có một khu ẩm thực bán mọi thứ từ bánh mì đến pizza, sushi, bánh mì nướng, súp và món Trung Hoa. Lấy một ly cà phê nhanh hoặc ở lại dùng bữa vì có rất nhiều chỗ ngồi ở đây. Đi xuống tầng trệt để tìm siêu thị Coles, quầy bán báo và hiệu thuốc. Có bãi đậu xe hơi có mái che nằm ngay bên cạnh cửa hàng Spencer tại bãi đậu xe Wilson Southern Cross Docklands. Nếu bạn chi hơn $30 tại Coles, tại trung tâm đại lý Spencer bạn có thể nhận được 90 phút đậu xe miễn phí. Ngoài ra bạn có thể được giảm 50% giá đậu xe khi đậu xe dưới 3 tiếng và chi hơn $30 tại trung tâm. Bạn phải xuất trình các biên lai và vé đậu xe cho văn phòng quản lý trung tâm đại lý Spencer để đổi lấy ưu đãi tuyệt vời này. Mặt khác, bãi đậu xe hơi đắt ở mức $9 mỗi 30 phút. Tốt hơn là bạn nên đi phương tiện công cộng bằng cách bắt xe lửa đến khu trung tâm Spencer hoặc xe điện trên tuyến số 35 City Circle hoặc số 109 và xuống tại điểm dừng 122 Southern Cross.